Xin chào mọi người, thì Lâm đang đứng ở chỗ kinh Đồng Dòng, kinh A. Đây là một trong những, hôm nay là ngày 24, thì Lâm sẽ có một vòng để đi quay quanh cái con đường này. Mọi người cùng với Lâm, giờ này cũng khoảng 8 giờ rồi, thì bây giờ chỉ còn đường nó hơi vắng một tí. Đây, đây là cái đoạn đường rất là đẹp. Những mùa Noel về là ở đây là rất là đẹp mọi người. Được trang trí đèn nguyên một đoạn đường luôn. Đây. Mọi người có thể để ý thấy rất là nhiều đèn được hai bên đường. Sẽ đi dọc hai bên con đường này. Năm rồi là Lâm cũng có đi dọc đường này, quãng đường trang trí rất là đẹp. Đây, mọi người có thể thấy từ xa là nhìn rất là lung linh. Đây là một đường rất là đặc trưng. Đây, mọi người có thể thấy đây. Hai bên dọc hai bờ kinh là đèn là trang trí đầy luôn mọi người. Có thể nói đây là một con đường đẹp nhất ở Tân Hiệp. Mà mọi người nếu có dịp thì cũng nên đi tham quan một lần cho biết. Đó là vào dịp Noel, đón Giáng sinh. Có những nhà bà con mà chúng ta treo những cái đèn chớp, nó còn xây giống như một cái vũ trường mini vậy đó mọi người. Đây, rất là đẹp. Có những cái nó bị điện nó bị cúp nên
nó không có được nổi màu lên. Còn đây là đây. Mọi người có thấy rất là lộng lẫy. Đây, hai bên bờ sông. Bên đây bên kia sông. Đó. Rồi. Có những tiếng chó sủa là bình thường mọi người. Đây là quý vị có thể nghe cái tiếng chó sủa luôn. Làm có không có đi nhiều nhưng mà có thể khẳng định đây cũng là một trong những con đường mà đón Giáng sinh có thể là đẹp nhất của Việt Nam. Trước là nhà thờ. Khu vực này năm rồi Lâm có đi một lần, rất là đẹp. Hôm nay ở phía trước này có là một cái dòng qua hai bên luôn rồi. Đi vào một vòng thôi. Đúng rồi.
Dạ dạ. Xếp đó rồi. Ủa chú, cái này là nó cũng làm ra ngoài tới đầu bên kia luôn không chú? Dạ, tới gần cầu hết xứ luôn. À dạ dạ, chú nói con quay ra ngoài nữa. Dưới kia vậy là bên kia là xuống tới cuối luôn. À dạ dạ, con đi dạo dạo. Dạ. Tại Năm Gò con cũng có đi, mà Năm Gò như là một đoạn vô tới đây rồi vô đó một khúc nữa hà. Dạ. Dạ. Tới cầu thứ ba đó. À dạ, con đi dạo dạo. Dạ. Quá trời đẹp như năm. Mình sẽ đi dạo một vòng cái này rồi sẽ lại đi ra phía trước, rồi dạo một vòng đường ở phía trước. Hôm nay ở trong này ít hơn hết. Hôm nay dư lại chú. Cái này mình chuẩn bị là trong vòng khoảng mấy tháng lần chú? Hả? Cái này mình chuẩn bị trong vòng khoảng mấy tháng? Trước đó em khoảng tháng thôi. Bữa. À 20 bữa hả? Như là năm rồi con nhớ là cái này năm trước á, cái này có luôn. Rồi. Nhưng mà ở trước ở đổi đúng rồi trước. Cái này đổi ăn trước. Tắm không? Chụp cho. Cái gì? Chụp 308 không? Chụp cho. Quá trời đẹp.
Dạ. Cái này sáng không anh? Dạ, đẹp lắm rồi đó. Dạ. Còn sáng. Dạ. Không sao, cái này con quay là được hết. Dạ. Đó. Dạ, con đi dạo một vòng nè. Cái này con đi năm thứ hai rồi. Dạ. Quá trời đẹp luôn. Đây là món đói quá. Đây là chỗ phục vụ ăn uống nha mọi người. Mình sẽ đi về thôi. Rồi tạm biệt nhà thờ, mình sẽ đi về ra khúc ngoài này. Hết đoạn này mình sẽ xin dừng lại. Wow, xe lớn. Đây, dọc hai bên đường, hai bên con kinh. Bên kia còn đẹp hơn nữa mọi người.
có rất là nhiều cái tiểu cảnh rất là đẹp nhỏ. Đây, chúng ta có thể thấy là trang trí phải trước khoảng 20 ngày, tiền điện hơi tốn nhưng mà rất là đẹp. Nhà thờ qua dọc đường đây chúng ta có thể thấy. Long quay thì nó không có đẹp bằng thực tế, nếu mà thực tế chúng ta đi chúng ta sẽ cảm nhận được cái độ đẹp của nó. Một điểm lưu ý là khi mà đi ở đây thì ví dụ như chúng ta ở xa lại thì chúng ta nên mặc áo ấm mọi người nhé. Cái thứ hai nữa là ai sợ mũi thì có thể dùng kem mũi luôn. Thì cũng có mũi, nãy Lâm đứng một tí thôi thì cũng có mũi cắn. Có thể xức kem mũi luôn và mặc áo dày tay với mặc áo áo ấm vào. Các cô nữ thì cũng nên để ý một tí là đi nhà thờ quần áo đẹp thì chúng ta biết đẹp rồi, nhưng mà quần áo sẽ giữ ấm cho mình, và cái thứ hai đó là mũi cắn nha mọi người. Lâm sẽ quay hết cái khúc kinh được trang trí, Lâm sẽ xin dừng lại và hẹn mọi người ở những cái clip tiếp theo. Có dịp thì chúng ta cũng nên đi tham quan ở đây một lần cho biết. Vì Lâm cảm nhận được ở đây đường trang trí là rất là đẹp. Lâm sẽ qua bên đường Bình Kinh bên kia. Đường kinh bên tay trái của chúng ta thì nó được trang trí rất đẹp hơn ở bên tay phải. Đèn lúc nào cũng được mở. Lâm thấy bị một vùng biển số xe ở bên 67 là ở tỉnh An Giang. Đèn rất là lung linh.
Lâm đang còn ở bên tay trái này thôi. Có nghĩa là cái hướng Lâm đang đi là còn trang trí những cái đèn. Còn ở bên tay phải, ở bên con kinh bên kia thì hiện giờ không còn nữa. Đây, mọi người có thể đây. Rồi bên kia là hết trang trí rồi. Hầu như Lâm thấy nhà nào cũng có một cái trang trí đèn ở phía trước nhà hết, ít hay nhiều thôi. Rồi, xin cảm ơn mọi người. Tới đây thì đèn cũng đã hết rồi. Rồi.